Thông tin trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Khoảng 7 giờ sáng nay 7 tháng 11 tại khu vực gần ngã ba nhà máy nước, đường Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, một chiếc xe khách 45 chỗ bất ngờ tông một chiếc xe máy đang dừng sát lề đường, làm một bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ. Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chiếc xe 45 chỗ ngồi biển kiểm soát 51B30888 của nhà xe Thanh Bình Xanh, văn phòng đại diện đặt tại số 43 đường Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, khi đang lưu thông chuẩn bị dừng trước văn phòng, đã bất ngờ tông vào chiếc xe máy biển kiểm soát 49B157316 do một người phụ nữ điều khiển chở phía sau một bé gái 8 tuổi, học lớp 2 chưa rõ danh tính đang dừng sát mép đường. Hậu quả làm bé gái té xuống đường và bị bánh xe trước cán qua người, tử vong tại chỗ. Người phụ nữ điều khiển xe máy bị xây xát nhẹ. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe khách đã rời khỏi hiện trường. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã đo đạc, nắm bắt thông tin và giải phóng hiện trường vụ tai nạn cho các phương tiện lưu thông. Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.